Hello, xin chào mọi người, lại là Vương đây. Như số trước đã hướng dẫn thì Vương đã hướng dẫn các bạn món khô bò xé dẻo không cần dùng là nướng, thì các bạn cảm thấy như thế nào? Ok, thì Vương được nhận feedback rất là tốt về khán giả và người đọc và các bạn đang xem đài là món khô bò rất là tuyệt vời và kích thích cho người ăn. Thì hôm nay Vương lại tiếp tục hướng dẫn các bạn món gỏi gà củ kiệu. Ok, như các bạn đã biết là trong dịp Tết này, món gà là món thường xuyên xuất hiện trong mọi món ăn, tới mỗi nhà đều có. Thì hôm nay Vương sẽ sử dụng, việc các bạn cảm thấy là món gà nó ăn quá nhiều, cảm thấy không, nó nạp quá nhiều thì nó ngấy, mình cảm thấy mình ngán. Ok, hôm nay Vương sẽ sử dụng món gà dùng cho một món khác, mà món gỏi mà nó kích thích được cái vị giác của mọi người thì gà. Và món thành phần đi kèm của chó không thể thiếu đó là củ kiệu. Củ kiệu mình thường thường sử dụng trong cái mùa Tết này rất là nhiều, giống như cho bánh tét, cho bánh chưng hay là cho một món gì đó về ăn cơm rất là ngon. Thì nó thường xuất hiện trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Thì hôm nay Vương sẽ kết hợp giữa món củ kiệu và món gà là một món ăn, một gọi là một bản giao hưởng tuyệt vời. Xin mời các bạn theo chân Vương. Hiện tại trong tủ lạnh của Vương còn sót lại gồm có gà, xoài, táo, huống lũi, sả, đường, chanh, mà Vương sẽ sử dụng đường thốt nốt nha các bạn, mắm, rau thì là rau cần tây, rau ngò gai và hành tím, tỏi, ớt, muối, bột nghệ. Mọi người lưu ý một điều như thế này là mình có thể sử dụng tất cả những rau củ có sẵn ở trong tủ lạnh, ví dụ hoặc là trái cây, ví dụ như bơm, lê, táo, dâu tây, nho, xoài, nhưng mà hạn chế những đồ chua, bởi vì củ kiệu nó đã chua, có vị chua ngọt sẵn rồi, các bạn cộng thêm một đồ chua nữa nó sẽ tạo ra một cái vị chua rất là gắt, nên các bạn nên lưu ý về vấn đề đó. Rồi còn vấn đề tiếp theo là các bạn sử dụng những rau củ, và Vương thường thấy là mùa Tết các bạn vứt rau củ rất là nhiều. Đây Vương những gì còn sót lại, giống như ngò gai, hành thì là cần tây sử dụng rất là nhiều, mình có thể tái chế thành một món khác. Thì ok, tiếp tục theo chân Vương để xem công đoạn chế biến như thế nào. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế gà trước. Chúng ta sẽ lấy hành sả. Sả để bỏ vô nước tạo thêm cái mùi thơm của gà. Ok, chúng ta bỏ vào hành tím. Chúng ta cắt xíu. Tất cả những cái rau củ đi kèm nó đều có giá trị gọi là thơm, tạo mùi thơm cho gà, và tỏi. Ok, chúng ta thả gà vào thôi. Gà này lưu ý một điều, chúng ta sẽ luộc chín hoàn toàn và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào nước lạnh để, thứ nhất để làm gì, để tạo được cái độ giòn của nó, thứ hai là giảm cái làm mau lạnh. Trong khi chúng ta đợi chờ gà chín thì chúng ta sẽ chuẩn bị công đoạn là chế biến và rau củ. Tôi sẽ chuẩn bị trước một tô nước lạnh, bởi vì nước lạnh sẽ giữ cái độ giòn và độ xanh của rau củ. Đầu tiên chúng tôi sẽ cắt táo. Khi các anh chị chuẩn bị những cái đồ nguyên liệu thế này thì rất có thể là rất là lâu đối với các anh chị, nhưng mà tôi chỉ làm trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì sẽ ra một món mới ngon và lệ. Cũng như các anh chị, tôi nghĩ tôi làm được thì các anh chị cũng sẽ làm được, bởi vì những nguyên liệu này nó đang có sẵn trong gian bếp của mình. Tiếp theo tôi sẽ cắt xoài. Thank you.
Tiếp tục là sả bào. Tôi đã cắt sẵn sả bào, tôi sẽ bỏ vào trong. Hành tím. Tiếp tục là ngò gai. Ok. Cần tây. Những cái vật những cái gia vị như thế này đi kèm nó tạo một cái mùi rất là đặc trưng. Thì là cuốn lủi. Hành và ớt. Ớt sừng đã tạo màu. Khi một món ăn đã hoàn chỉnh thì nó luôn có màu sắc vẹn toàn, với lại cộng với lại cái mùi thơm đặc trưng riêng của nó. Ok, Vương không ăn cay nhiều nên Vương chỉ ăn sốt ớt vừa đủ. Ok, Vương sẽ bảo giữ cái này trong độ lạnh rất là trong vòng khoảng như là 20 phút. Trong khi đó chờ đợi, Vương sẽ vớt gà ra. Gà đang trong thời gian luộc và nó bốc mùi rất là thơm. Nó có thơm mùi sả. Và có một thêm một cái đoạn chuẩn bị nấu sốt như thế này nữa. Vương chia sẻ với các bạn thế này. Vương không sử dụng bằng đường thốt đường cát mà Vương sẽ sử dụng bằng đường thốt nốt. Cái vị rất là thanh. Và khi mà nấu cho món Việt Nam, Vương đang quán tất cả là sốt củ gỏi, thì Vương đều sử dụng là sốt đường thốt nốt. Cái vị rất là thanh mà cái độ keo nó cũng là vừa tới. Wow, gà thơm quá các bạn ơi. Cái này Vương đang giới thiệu tới các cả anh chị, các bạn bè và các chị em nội trợ có thể chia sẻ trong group nấu ăn, ăn ngon nấu khéo. Mình có thể phục vụ cho các bạn bè, chồng, con hoặc gia đình, người thân hoặc các bạn bè đồng nghiệp của cơ quan tới. Thì cái điều đầu tiên họ sẽ thốt lên, wow, lần đầu tiên tôi ăn món này. Là món thứ hai, lần là câu tiếp theo họ sẽ nói, wow, bạn có thể chỉ tôi ở đâu nấu, và đó rất ăn là rất ăn ngon nấu khéo. Thơm quá các bạn ơi. Sau khi chúng ta luộc, chúng ta sẽ có một xé nhỏ nó ra, chúng ta sẽ trộn qua bột chiên giòn. Mình chỉ láo áo một lớp bột nhẹ thôi. Các bạn không nên áo quá nhiều nó sẽ tạo ra một cái ăn cái cảm giác đó là ăn cái cảm giác nó là nó quá nhiều bột, họ sẽ bị ngấy. Theo Vương nghĩ là mùa Tết này thì tất cả bà con, bạn bè, người thân đều tập hợp và gặp nhau, thì các bạn, Vương hướng dẫn các bạn những món ăn nó dễ làm, thì các bạn có thể trổ tài cho người yêu, gia đình của mình, bạn bè của mình để nhận được sự lời chúc mừng hoặc là sự wow của từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bởi vì những cái dịp này thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau bàn về cái kế hoạch của 2021 trong năm này,
hoặc là ngồi nhìn lại năm vừa rồi chúng ta đã làm được những gì, thì chúng ta không thể nói bằng miệng mà chúng ta cần phải những món ăn ngon. Ngon gì? Ngon bằng mắt, thơm và đẹp. Nếu các bạn có thắc mắc gì về món ăn hoặc là những công đoạn nào khó khăn thì các bạn cứ inbox phía dưới thì Vương sẽ trả lời cho các bạn kỹ càng hơn về công đoạn, về cách chế biến, về cách từng bước một để có những món ăn ngon hơn đem tới cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Khi người ăn cảm nhận được món ngon của bạn thì họ sẽ, thứ nhất họ sẽ cảm nhận được cái tâm, bạn nấu từ tâm và từ cái lòng yêu mến, từ lòng hiếu khách, từ lòng học hỏi, từ những cái sự học hỏi từ ở bên đồng nghiệp, bạn bè, YouTube hay là những trang sách vở thế nào đó để đem tới cái người ăn sự tuyệt vời nhất có thể. Thì đó, thì ngày trước Vương cũng đã lâu, rất lâu rồi Vương cũng chưa có cơ hội được về ăn Tết cùng gia đình. Thì cái nghề của Vương là nghề là làm dâu chăm họ, nghề làm bếp. Thì những ngày đi Tết, những ngày Tết các bạn đi tới chơi thì Vương phải là người phục vụ các bạn. Và sau khi các bạn trở về, sau cái mùa Tết này các bạn trở về làm việc thì lúc đó là cái Tết của Vương về cùng gia đình. Thì cũng rất lâu rồi, cũng chưa có cơ hội được về ăn Tết cùng gia đình vào những ngày mùng 1, ngày 30. Thì thông qua những cái clip nấu ăn này thì Vương muốn gửi gắm tới gia đình và những người thân của mình một cái mùa Tết Tân Sửu an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Và hy vọng năm 2021 này sẽ là một năm khởi sắc hơn và vực dậy được nền kinh tế của Việt Nam, và hy vọng Covid sẽ có vaccine chống lại. Wow, thơm quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta tắt lửa thôi nha. Nó đã chín rồi. Ok, let's go. Rồi mình sẽ vớt ra và mình ngâm vô nước đá. Trong khi chúng ta chờ đợi gà nó nguội, chúng ta sẽ làm phần sốt. Ok, chúng ta Vương sẽ vẫn sử dụng bằng muỗng. Sáu muỗng nước mắm nha các bạn. Và Vương sử dụng 2 muỗng đầy. Ok, sau khi chúng ta chuẩn bị một cái loại sốt gỏi thì chúng ta sẽ xé gà. Đây, như các bạn đã thấy, gà đã chín và chúng ta xé. Không cần phải xé quá mỏng mà nó còn phải cái độ dày của nó. Ok. Gà là một thực phẩm không thể thiếu trong ngày Tết của mình. Mình sử dụng rất là nhiều loại gà, giống như gà hấp, gà nướng, gà kho, gà luộc. Mà đi đâu cũng thấy gà, thì đến lúc ngủ mà cũng thấy gà nữa thì các bạn cảm... Đến lúc ngủ mà cũng các bạn cũng thấy gà nữa thì các bạn sẽ cảm thấy nó quá rùng rợn về món gà. Thì hôm nay, đó, gà là một món này, nhưng mà sẽ bị chế biến thành một cái kiểu khác. Ok, như tiêu chí của Vương đã nói là ăn phải ăn bằng mắt, đẹp, đẹp hoàn hảo. Ok, thì Vương sẽ sử dụng bằng bột nghệ, dùng cho cái màu nó rất là đặc trưng, màu vàng. Ít thôi nhé các bạn. Rồi. Và khi các bạn cắn vô miếng gà, các bạn sẽ cảm nhận được vị mặn, vị cay. Ok, Vương sẽ sử dụng muối tiêu.
Rồi xong rồi các bạn. Chúng ta sẽ lăn qua bột chiên giòn. Nhắc cái trẻ xuống thôi nè. Và cái bột chiên giòn này không cần phải các bạn phải là làm cho nó nhiều, mà các bạn chỉ cần áo ở ngoài thôi, áo nhẹ thôi, và các bạn sẽ đi chiên. Về cơ bản món này khi các bạn ăn vào đi kèm tất cả, cái đầu tiên cảm nhận các bạn sẽ cảm được vị giòn của gà, vị giòn chua chua ngọt ngọt của củ kiệu, vị thơm của trái cây và vị thơm lạ đặc trưng của rau củ. Ok, thôi mình chiên thôi nào. Ok, khi bắt đầu mình xé gà xong thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi chiên dầu và để dầu khoảng như là 100 độ C để lửa lan 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 lan, chúng ta sẽ bỏ vào thì gà sẽ chín theo cái độ của nó, giòn từ 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 của nó. Vương cũng hy vọng là có thể là năm tới, năm nay hoặc năm tới hoặc những năm sau 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 nữa, Vương sẽ cũng có thể ăn Tết cùng gia đình với mình, và Vương cũng sẽ tự tay chế biến cho gia đình của mình ăn những món mà do mình học, mình làm và mình đã nghĩ ra. Cái điều tuyệt vời nhất là khi mà Tết nhất mà được quây quần cùng gia đình là cái điều hạnh phúc. Bởi vì sau khi mà Vương cũng chia sẻ nhỏ với các bạn là gia đình Vương là những năm trước mà khi Vương còn nhỏ thì ba mẹ Vương bán hàng rong, thì những cái mùa Tết này là những mùa kiếm tiền thì Vương không thể mà ăn Tết cùng gia đình được. Thì những sau này Vương đi làm nghề bếp thì cái công việc nghề bếp nó không thể mà cho phép mình là Tết ăn cùng gia đình được, bởi vì mình phải phục vụ cho gia đình, cho những thực khách trước đầu tiên, thì cái cơ hội mình được ăn Tết gia đình thì nó sẽ rút ngắn lại và hầu như là hoàn toàn là ít. Thì chỉ có sau khi mà mùng 3, mùng 4 thì là khách bớt vắng thì mình có cơ hội cùng gia đình thôi. Ok, vừa chiên thôi nè. Mình sẽ thử một cái trước nha. Ok, các bạn thấy không? Nó đã giòn, nó đã nổi lăn tăn nè. Sẽ bỏ vào. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô mà có lót giấy thấm dầu. Trong khi chúng ta chờ đợi gà giòn thì chúng ta sẽ cắt ớt sắc nhỏ để trộn với gỏi. Tùy các bạn ăn vị cay như thế nào nhé. Ok, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén. Tiếp tục chúng ta sẽ múc nước mắm gỏi. Rồi, gà này chúng ta sẽ chiên trong vòng 4 phút. Các bạn cảm thấy là nó đã giòn thì các bạn sẽ tăng cái độ lửa nó lên. Rồi, tuyệt vời rồi. Ô, nó giòn quá rồi. Chúng ta sẽ tắt lửa.
Các bạn thấy không? Gà rất là vàng, ươm vàng tươi. Rồi chúng ta sẽ trộn mắm gỏi. Nãy giờ các bạn thấy Vương chưa bỏ vô một cái thứ gì đúng không? Điều đặc biệt quan trọng đây. Sốt này nó phải cân bằng với nhau. Bởi vì trong cái nước chấm gỏi nó đã có vị chua thì bắt buộc chúng ta phải hạ lược xuống cái vị chua đó mà sẽ tăng được vị này lên. Rồi củ kiệu. Củ kiệu nó giòn, thơm, ngon. Sẽ múc ra dĩa nha. Một dĩa này có thể dùng cho 3 hoặc 4 người ăn. Tiếp tục là món gà. Vương sẽ trộn chung, bỏ chung với lại trộn chung với sốt thế này cho nó có vị thấm sơ. Vì trong cơ bản gà đã nó có muối tiêu rồi. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Và món ăn gỏi gà củ kiệu hôm nay đã tới là kết thúc. Vương hy vọng hai món gỏi gà củ kiệu và khô bò xé dẻo của Vương sẽ mang đến cho không gian dưới bếp của bạn và đến người thân của bạn được một bữa ăn gọi là ấm cúng, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Và năm mới cũng đã đến rồi. Vương xin chúc cho bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị một năm an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Xin cảm ơn và xin chào.